Asus màn hình gaming giá rẻ tốt nhất dành cho game thủ. Mua màn hình Asus đến ngay smartnew.vn. Chào các bạn đã quay trở lại với MB Channel, lại là mình đây. Và hôm nay thì mình đang có ở đây là một chiếc máy cực kỳ hot đến từ AOG. Và đó chính là chiếc ROG Phone 3 mình đang có trên tay ở đây. Tuy nhiên đây không phải là chiếc ROG Phone 3 hôm trước mình mở hộp, mà đây là phiên bản ROG Phone 3 hàng chính hãng các bạn ạ. Các bạn sẽ có gì? Một cấu hình rất là mạnh với 865 Plus. Các bạn sẽ có 12GB RAM cùng với 512GB bộ nhớ trong và rất là nhiều thứ ngon lành khác để phục vụ cho cái việc chơi game của chúng ta trở nên tốt hơn. Và nếu bạn nào quan tâm về cái sản phẩm ROG Phone 3 này với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại đại lý Cellphone S nhé. Cellphone S chính là đại lý duy nhất và độc quyền ở Việt Nam phân phối cái sản phẩm ROG Phone 3 này. Và nếu như bạn đặt hàng trong thời điểm này thì các bạn sẽ nhận ngay được cho mình một chiếc tai nghe Delta Core đến từ Asus với mức giá loanh quanh tầm là 2 triệu đồng. Thì mình thấy đây là một cái mức giá khá là ý nghĩa. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn chúng ta unbox và đánh giá về cái sản phẩm ROG Phone 3 hàng chính hãng này để xem là với phiên bản ROG Phone 3 hàng chính hãng thì nó sẽ có gì hơn so với ROG Phone 3 hàng xách tay, và liệu chúng ta có nên mua cái sản phẩm này để chiến game hay không nhá. Và đây là cái hộp của cái sản phẩm ROG Phone 3 hàng chính hãng. Thì các bạn thấy là nó sẽ có một cái hộp trông nó hầm hố, trông nó cao cấp hơn so với phiên bản xách tay gấp tầm 2-3 lần. Đó, ở đây các bạn sẽ có dòng chữ ROG Phone 3 và các bạn sẽ có cái ký tự logo của Republic of Gamer chính là AOG. Và ở đây các bạn sẽ có cho mình cái thông tin về cái sản phẩm, đây là phiên bản hàng chính hãng nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành unbox luôn để xem là chiếc ROG Phone 3 thì bên trong của nó sẽ có những gì. Thực ra thì với phiên bản mình đang có ở đây thì nó sẽ hơi thiếu, do là nếu các bạn mua bên Cellphone S thì sẽ được tặng kèm thêm một cái tai nghe Delta Core. Còn ở đây thì mình có mỗi cái hộp không thôi. Và cách mở hộp của sản phẩm ROG Phone 3 này thì nó khá là độc lạ các bạn ạ. Các bạn sẽ có cho mình một cục tam giác, các bạn sẽ tuột ra như thế này. Đó, cái hộp trên cùng mình đang cầm ở đây là chứa tất cả phụ kiện của cái sản phẩm Asus ROG Phone 3. Bao gồm chúng ta sẽ được tặng kèm cho mình một cái sản phẩm, đó chính là cái quạt tản nhiệt cho cái sản phẩm ROG Phone 3. Tuy nhiên thì với cái sản phẩm này thì mình chưa biết lấy ra kiểu gì đây, do là lúc mình mượn sản phẩm này đây không phải là một cái sản phẩm kiểu new seal, thế nên là nó đã mất đi cái seal rồi. Ở đây các bạn sẽ có như mình mới quạt. Quạt lần này thì nó sẽ có một cái sự nâng cấp hơn so với cái quạt phiên bản ROG Phone 2, thì một chút nữa mình sẽ nói sau. Và ngoài ra thì bên trong các bạn sẽ còn có ở đây là những cái món phụ kiện không thể thiếu khác. Các bạn sẽ được tặng kèm cho mình một cái ốp, và cái ốp này trông nó cực kỳ xịn luôn các bạn ạ. Đây là chiếc ốp Republic of Gamer đến từ Asus, nhìn nó rất là gamer và nó rất là đẹp. Ngoài ra thì các bạn sẽ còn có ở đây là những tập sách hướng dẫn sử dụng của cái sản phẩm Asus ROG Phone 3 và một cái que chọc sim không thể nào mà đẹp hơn được. Ui, chắc là mình sẽ hack cái que chọc sim này các bạn ạ. Và ngoài ra thì bên trong các bạn sẽ còn có những cái món phụ kiện mà mình thấy rằng là nó cũng rất là hay ho. Chúng ta sẽ có một cái củ sạc. Và với củ sạc này thì nó sẽ có nguồn ra là 11V và 3A, tức nghĩa công suất sạc của nó sẽ là 33W cho cái củ sạc này. Tuy nhiên thì với sản phẩm Asus ROG Phone 3 thì nó chỉ hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 30W mà thôi. Ok, và với những phụ kiện khác thì các bạn sẽ có cho mình đó chính là một cái sợi cáp C2C. Nó sẽ là một cái sợi cáp bọc dù, đó, nhìn rất là xịn sò. Các bạn sẽ còn có thêm ở đây là một cái jack chuyển đổi từ Type-C qua cổng 3.5, do cái phiên bản ROG Phone 3 thì nó đã loại bỏ cái jack cắm tai nghe 3.5 rồi. Và ngoài ra thì bạn sẽ còn tặng kèm thêm một số cái nút của cái sản phẩm ROG Phone 3. Đây là những cái nút che đế này và những cái nút che ở phía bên cạnh hông. Tại vì là với sản phẩm ROG Phone 3 thì như bạn đã thấy rồi, Asus sẽ là một cái cổng kết nối ở ngay bên cạnh hông và có một cái nút cao su. Nếu như bạn không cẩn thận thì sẽ mất cái này. Như vậy nếu có mất thì bạn sẽ dùng những cái nút backup như thế này nhá. Rồi, và đó là tất cả những phụ kiện. Và bây giờ thì các bạn sẽ cùng mình quay trở lại với cái sản phẩm chính, đó chính là chiếc Asus ROG Phone 3 đang nằm trong hộp ở đây nhá. Thì khi đóng gói cái hộp này thì với cái sản phẩm Asus ROG Phone 3 thì nó sẽ nằm ở cái phần đế và mình sẽ lấy em nó ra. Lấy con máy này hơi khó nhỉ. Rồi, và đây chính là chiếc Asus ROG Phone 3 của chúng ta. Nhìn chung thì mình thấy là thiết kế của chiếc Asus ROG Phone 3 này thì nó không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản hàng xách tay. Tuy nhiên có một cái điểm khác biệt lớn nhất để bạn có thể phân biệt được đâu là phiên bản hàng xách tay và đâu là phiên bản hàng chính hãng, đó chính là về phần nắp lưng của em nó. Các bạn thấy không? Nắp lưng của cái sản phẩm Asus ROG Phone 3 hàng xách tay, các bạn sẽ có ở đây là dòng chữ Tencent Game, tức là một cái phiên bản nó thấp hơn một chút so với bản quốc tế. Nếu như phiên bản quốc tế thì các bạn sẽ có ở đây là dòng chữ Republic of Gamer, logo ROG. Và các bạn sẽ có một cái hệ thống tản nhiệt nó xịn hơn so với phiên bản hàng xách tay nhé. Khi phiên bản hàng xách tay ở đây chả có gì cả, còn với phiên bản hàng chính hãng các bạn sẽ có ở đây là dòng chữ Aeros Dynamic System. Nói chung là một cái hệ thống tản nhiệt trông nó có vẻ xịn hơn. Và với phiên bản ROG Phone 3 lần này
thì chúng ta sẽ có ở đây là một cái khe tản nhiệt. Và cái khe tản nhiệt này thì đây là một cái khe nó sẽ truyền nhiệt độ từ bên ngoài vào thẳng CPU bên trong luôn, chứ không phải chỉ là một cái khe để dành cho vui. Và các bạn thấy là thiết kế mặt lưng của cái sản phẩm Asus ROG Phone 3 lần này thì nó cũng đã có nhiều thay đổi hơn với thế hệ trước. Các bạn sẽ có ở đây là 3 ống kính camera thay vì chỉ 2 như là cái sản phẩm ROG Phone 2. Và chúng ta sẽ có chất lượng lần lượt là 64 chấm này, 13 chấm và 5 chấm. Nói chung thì camera của những sản phẩm gaming phone thì mình đánh giá nó ở cái mức chụp được thôi, chứ nếu mà đẹp thì chắc chắn là nó sẽ không bằng những mẫu plus chip đâu. Và các bạn sẽ có ở đây là 2 đèn plus, trong đó một đèn plus sẽ có thể bật được đèn RGB, tức nghĩa chúng ta có thể đổi màu được. Tuy nhiên cái chức năng đổi màu chỉ áp dụng khi các bạn mua với cái ốp có NFC đến từ nhà Asus mà thôi. Rồi, nói chung là thiết kế mặt sau của cái sản phẩm Asus ROG Phone 3 thì mình thấy nó đã tối giản và nó đã thực dụng hơn so với sản phẩm Asus ROG Phone 2 rồi. Khi nó sẽ cho một cảm giác cầm nắm gì đó nó thoải mái hơn và nó không có bị cấn bởi cái miếng tản nhiệt ở phần mặt sau nữa. Và nói đến phần cạnh viền thì với sản phẩm Asus ROG Phone 3 thì nó sẽ làm từ chất liệu là nhôm. Ở bên phải các bạn sẽ có tăng giảm âm lượng kiếm nguồn, và ở bên trái các bạn sẽ có cái cổng kết nối phụ của cái sản phẩm Asus ROG Phone 3. Thực ra thì mình không biết là đây là phụ hay là đây là chính, tại vì căn bản là con này sẽ có hai cổng kết nối, ở ngay bên dưới các bạn sẽ còn có cổng Type-C nữa. Và như vậy thì cái việc mà chúng ta loại bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5 thì cũng là một cái việc mà chúng ta có thể chấp nhận được trên cái sản phẩm Asus ROG Phone 3, tại vì Asus đã cho chúng ta thêm những cái lựa chọn về cái mặt là cổng kết nối. Ngoài trừ một cổng Type-C duy nhất như những chiếc máy khác thì con máy này nó sẽ có cho mình hai chiếc cổng Type-C và chúng ta có thể kết nối thêm với những thiết bị, ví dụ như là với cái quạt tản nhiệt thì nó đã cho chúng ta thêm một cái cổng kết nối tai nghe 3.5 rồi. Và như vậy thì cái việc mà chúng ta lo lắng về cái vấn đề là loại jack cắm tai nghe 3.5 thì mình nghĩ là chúng ta không cần phải lo lắng đâu. Bây giờ thì mình sẽ đánh giá về phần màn hình, thì mình thấy rằng là với cái sản phẩm Asus ROG Phone 3 là một trong những sản phẩm có màn hình có trải nghiệm chơi game tốt nhất. Các bạn thấy không? Màn hình của Asus ROG Phone 3 thì nếu chúng ta đánh giá về phần thiết kế nó sẽ không có gì nổi bật, tại vì căn bản đây vẫn chỉ là một cái màn hình thông thường mà thôi, sẽ không đi theo xu thế dạng như kiểu tai thỏ, dạng như kiểu giọt nước hay là nốt ruồi bên trong màn hình. Và cái viền màn hình của nó thì cũng tương đối dày, nhưng với cái màn hình này thì mình thấy cái trải nghiệm về phần gaming của nó tốt hơn so với những cái màn hình iPhone, nó tốt hơn so với những cái màn hình đục lỗ, và nó tốt hơn so với những cái màn hình trán rô, hay nó tốt hơn so với cái màn hình full viền rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì với một cái màn hình có hai cái phần cạnh trên và cạnh dưới nó dày như thế này thì chúng ta sẽ thêm được một cái cặp loa True Audio, và cặp loa này thì nó sẽ có một cái chất lượng âm thanh rất là tốt, nghe trái phải trước sau khỏi bàn luôn. Và thậm chí anh em chơi game mà không cần đeo tai nghe thì cặp loa này nó vẫn đáp ứng rất tốt cái nhu cầu của chúng ta. Thứ hai nữa đó chính là cái việc mà chúng ta chơi một số tựa game, như kiểu ở đây thì mình đã chơi tựa game PUBG, thì khi mà chúng ta chơi game ấy, một số nút bấm ở bên phía trong màn hình, ví dụ như là một số nút bấm sát cạnh viền này, thì mình thấy rằng là nó sẽ tối ưu hóa cái phần nút bấm này tốt hơn là so với những cái điện thoại có cho mình cái phần viền siêu mỏng. Đó, tại sao? Tại vì khi mà chúng ta cầm nắm chắc chắn để tay chơi game ấy, thì có một phần nào đó cái tay của chúng ta sẽ chạm vào cái phần màn hình, và điều đó thì gây bị lệch điểm cảm ứng, hoặc là có thể là khiến cho chúng ta bị loạn cảm ứng khi mà chơi game. Còn với sản phẩm ROG Phone 3 thì cái phần viền màn hình của nó hơi bị dày một chút, thế nên là khi mà chúng ta trải nghiệm cái game thì mình thấy cái trải nghiệm cầm nắm của nó sẽ rất là tốt các bạn ạ. Ok, và màn hình này thì rất là ấn tượng rồi. Chúng ta sẽ có cho mình cái tấm nền, đó chính là Super AMOLED, đi kèm với cái độ phân giải, đó chính là Full HD Plus. Và đặc biệt chúng ta sẽ có một cái tần số quét lên đến là 144Hz, hỗ trợ công nghệ HDR10. Tuy nhiên thì với Asus ROG Phone 3 mình nghe nói là có thể unlock và chạy được 160Hz cơ. Nói chung là một cái tần số quét rất là khủng khiếp để anh em có thể trải nghiệm những tựa game và những ví dụ hàng ngày một cách mượt mà nhất. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói đến phần bên trong đi. Thì với sản phẩm Asus ROG Phone 3 thì nó sẽ hơi khác so với bản sách tay, là chúng ta sẽ có cho mình một cái giao diện full tiếng Việt hoàn toàn. Đấy, CH Play, cài đặt, rồi chúng ta có thể có đầy đủ các dịch vụ đến từ Google. Và đương nhiên rồi, chúng ta vẫn có cho mình cái chế độ đó chính là AOG Gaming Mode ở đây. Đó, sẽ cho chúng ta thêm toàn bộ ứng dụng, và với chế độ này thì nó sẽ giúp chúng ta có được một cái trải nghiệm game nó sẽ tốt hơn. Và AOG thì có rất là nhiều hình nền động hay ho nha. Chúng ta sẽ vào cái phần hình nền này, thay đổi rất là nhiều hình nền động, và mình thấy rằng là với những hình nền này nó khiến cho mình có một cái trải nghiệm sử dụng chiếc máy này nó rất là thú vị. Đó, thì bạn có thể là mua về sử dụng và trải nghiệm nhé. Và đặc biệt là với cái sản phẩm Asus ROG Phone 3 thì chắc chắn chúng ta phải nhắc đến những công nghệ phụ trợ khi mà chơi game. Thì chiếc máy này nó sẽ được tặng kèm cho chúng ta đó chính là một cái, đây có thể là gọi là quạt tản nhiệt, đồng thời đây cũng là một cái dock để giúp chúng ta có thể kết nối được với lại sạc này.
cũng như là chúng ta sẽ có kết nối được với tai nghe ở đây. Và ngoài ra thì với sản phẩm ROG Phone 3, chúng ta sẽ được trang bị cho mình cái phần Air Trigger ở phía trên để giúp chúng ta có thể chơi game, trải nghiệm game một cách tốt hơn. Và Air Trigger này thì mình đánh giá là một trong những sản phẩm có Air Trigger xịn sò nhất, vì nó có thể gắn được 4 phím khác nhau và chúng ta sẽ có thể điều chỉnh được lực bấm, thay vì một số sản phẩm khác thì nó chỉ có một chế độ duy nhất mà thôi. Ok, ở gaming thì mình sẽ đánh giá trong một video chi tiết sau. Bây giờ thì mình sẽ nói đến cấu hình của em này nhé. Và với chiếc Acer Dragon 3 thì chúng ta sẽ có một cấu hình có thể gọi là đỉnh của đỉnh luôn, khi nó sẽ được trang bị cho mình con chip mạnh nhất đến từ nhà Qualcomm, đó chính là con chip 865 Plus. Và chúng ta sẽ được trang bị là 12GB RAM. Thậm chí với dung lượng RAM này nó còn nhiều hơn con MacBook mình đang dùng ở đây chỉ có 8GB RAM mà thôi, và nó sẽ khiến cho một số con laptop khác phải ghen tị. Ngoài ra thì chiếc máy này nó sẽ còn có thêm là 512GB bộ nhớ trong, đi kèm với công nghệ là UFS 3.1, thì phải nói là tốc độ đọc ghi của nó bét tè là nhè luôn. Và thậm chí là mình đã chấm qua phần mềm AnTuTu thì con máy này nó sẽ thu được một số điểm rất là khủng khiếp, đó chính là 605.764 điểm AnTuTu, trong đó 190.000 điểm CPU và GPU của nó là 240.000 điểm với con GPU là Areno 6550. Và với việc trải nghiệm game thì anh em khỏi cần phải bàn đi, PUBG marketing FPS của nó rất là mượt mà. Thậm chí là anh em chơi ở cái mức là 120 FPS vẫn ổn luôn. Và một số tựa game khác như kiểu là Liên Quân thì thôi khỏi cần phải test. Và những tựa game như kiểu là Genshin Impact ở đây thì mình đã có test rồi, và trải nghiệm chơi game của nó cũng rất là ok, với ở cái mức là max setting và 60 FPS, trải nghiệm chơi game của nó rất là ổn áp. Tuy nhiên thì tựa game Genshin Impact này thì mình thấy là nó vẫn drop FPS một chút các bạn ạ, do nó tốn quá nhiều tài nguyên đồ họa. Rồi, nói chung thì về phần trải nghiệm game thì chắc chắn mình không cần phải review quá nhiều đâu. Mình sẽ đến với những cái điểm mạnh khác của cái sản phẩm ROG Phone 3. Nói chung thì với chiếc máy này chúng ta sẽ được trang bị cho mình một cái viên pin có thể gọi là hợp lý nhất, 6000mAh, đi kèm với công nghệ sạc nhanh là 30W. Với viên pin là 6000mAh, cái việc mà trải nghiệm game trong thời gian dài tầm là 6-7 tiếng chiến game liên tục thì nó thoải mái luôn. Và ngoài ra thì nó sẽ còn đi kèm với công nghệ sạc nhanh là 30W, thì mình thấy đây là một công nghệ sạc nhanh nó vừa miếng, và sạc đầy viên pin này chỉ tầm là 1 tiếng rưỡi thôi các bạn ạ. Đâu đó 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Như vậy trong video này thì mình đã review và đánh giá cho bạn về cái sản phẩm Acer ROG Phone 3, thì mình thấy đây là một trong những con hàng mà phải nói có rất là nhiều thứ để mình chia sẻ, và thậm chí trong video này mình cũng không chia sẻ hết được cho các bạn. Từ phần thiết kế này, rồi từ phần màn hình của nó 144Hz này. Wifi con này còn có Wifi 6 băng tần kép, tức là các bạn có thể kết nối được 2 điểm Wifi cùng lúc. Nhiều tính năng gaming, cấu hình thì đỉnh cao, pin trâu, nói chung không có gì để chê. Vậy thì các bạn nghĩ gì về con Acer ROG Phone 3 mình đang có ở đây? Và với mức giá chính hãng của nó là 22.900.000 đồng, các bạn có mua nó hay không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Hôm sau thì mình sẽ làm một cái video nào đó đánh giá chi tiết hơn về khả năng chiến game của em này. Bye bye!